Bãi biển trải dài ngay bên bờ di sản kỳ quan Vịnh Hạ Long. Bãi tắm Hạ Long được nhiều du khách lựa chọn cho kỳ nghỉ tại Quảng Ninh. Du khách có thể tắm biển, giải trí, thư giãn hay chỉ đơn giản là tận hưởng không khí biển ngày hè. Bãi biển nằm giữa trung tâm du lịch Bãi Cháy, thuận tiện kết nối với các dịch vụ nhà hàng, khách sạn, khu vui chơi giải trí hấp dẫn. Bãi biển ở đây rất là thoáng và có rất nhiều những cái ngoài mà tắm biển ra chúng ta có thể tham gia rất nhiều các trò chơi khác. Ví dụ như là chúng ta có thể đi cano. Chính vì có nhiều cái hoạt động mà giúp cho mình giải tỏa áp lực như thế thì mình cũng đã chọn Hạ Long là bãi, là địa điểm du lịch của mình. Bãi biển náo nhiệt, đông vui, có âm nhạc, các hoạt động tạo nên không khí ở những bãi biển hè nhiệt đới sôi động. Tuyệt vời hơn cả là cảnh quan thiên nhiên trước mặt là Vịnh Hạ Long hiếm có. Đến với Hạ Long có nhiều bãi biển cho du khách lựa chọn. Cùng với bãi biển Hạ Long là bãi biển Hòn Gai, các bãi biển khu vực Tuần Châu, Hùng Thắng hay bãi biển Ti Tốp. Mỗi nơi đều có sức hút riêng, đáp ứng đa dạng nhu cầu của du khách. Như bãi biển Hòn Gai với không gian thoáng đãng nằm ngay cạnh tuyến đường bao biển, thuận tiện cho du khách trải nghiệm. Công tác đảm bảo an toàn tốt, bờ cát trắng rất là dài, chụp ảnh rất là đẹp và rất là an toàn và cảnh quan rất là đẹp. Mình thấy đây là một nơi rất đáng để mọi người đến trải nghiệm. Do lượng khách tăng cao dịp nghỉ lễ và mùa cao điểm du lịch hè, công tác vệ sinh môi trường, an ninh trật tự, đội ngũ cứu hộ cũng được tăng cường tại các bãi biển. Ngành du lịch cũng chú trọng đảm bảo chất lượng dịch vụ, môi trường du lịch văn minh thân thiện tại các điểm đến, trong đó có các bãi biển.